Mình chào tất cả các bác. Thì đây các bác cũng đã thấy KT12 các bác nhé. Hôm nay em có test hàng cho anh Trang. Anh số điện thoại là 8398. Anh ở thành phố Đà Nẵng. Anh đây của em một đôi KT12. Ngoài cái này ra thì em cũng còn rất nhiều các đơn hàng của các bác khác, nhưng hôm nay sẽ chú tâm vào test một đôi loa này trước gửi cho anh. Thì một đôi KT12 này như các bác cũng đã biết là nó là một trong những cái đôi loa bát neo và chép neo các bác nhé. Nguyên thùng nguyên hộp. Và đây là hôm nay bên em sẽ bóc nguyên thùng này ra để test cho anh. Các bác cũng đã có thể thấy đây. Một trong những cái đôi loa mà hàng chính hãng FT1 các bác nhá. FT1 là một trong những hãng được đăng ký bản quyền tại Anh Quốc và được sản xuất tại China. Bát neo chắc neo các bác nhá. Đây, đôi loa FT1. Bát neo chắc neo. Sơn dòng FT1 này hiện tại em đang có là KT12. Như đôi này đây là bát 30, KT15 là bát 40, đều sử dụng từ neo các bác nhé. Còn KT18 là một súp, đây hiện tại em cũng có KT18 đây các bác này, súp 50 và là từ thường. Thì từ thường thì tại sao súp lại làm từ thường? Vì súp thì như các bác đã biết là nó cần sự lực, thì bắt buộc là phải từ thường thì nó mới lực các bác nhé. Đấy, thì đây là những dòng loa full thì sẽ là từ neo các bác nhé. Đấy, đều là rất là hàng mới, được đóng rất là cẩn thận luôn. Chắc là em sẽ tháo thử một con ra để các bác cùng xem nội thất. Vì thật ra thì nhiều bác cũng đã xem những cái dòng này rồi, nhưng mà nhiều bác cũng chưa xem được. Bây giờ bên em sẽ cho các cậu ấy tháo ra thử một con để các bác xem luôn. Tôi lấy tô vít tháo luôn nhé. Một con ra để cho các bác xem luôn nội thất của nó như thế nào. Những dòng FT1 này thì là đều là bát neo và chắc neo nhé, không còn xa lạ gì với các bác nữa rồi. Đấy. Đây là KT12. Đây. Đây, các bác cũng có thể thấy đây, dòng KT12 trở kháng 8 ohm. Công suất đợt này thì hàng này công suất là nó sẽ mạnh hơn các bác nhé, 400W. Nó sẽ tận dụng tối đa cái chiếc bát này, chiếc bát của cái loa này. Đấy. Nó phân tần nó sẽ tận dụng tối đa công suất luôn. Trước là 350W, đợt này về là 400W, nó sẽ tận dụng tối đa công suất. Vì cái bát này nó lên tới là 450W cơ, nhưng mà qua phân tần thì nó sẽ nắn xuống một chút để nó ra được cái tiếng bát nó phù hợp. Độ nhạy rất cao, 101 dB các bác nhé. Độ nhạy 101 dB thì chắc tất cả các bác cũng biết rồi, độ nhạy càng cao thì âm thanh ra càng chất lượng. Đấy, đây các bác có thể thấy phải ấn xuống thì mới mở được cạnh ra. Đấy, nó phải có cách mở các bác nhé, vì đấy chứ không phải là cứ nhấc ra đâu các bác ạ. Đấy, phải ấn xuống. Và chép của bọn này nó được thiết kế rất là hay, cho nó được nằm ngang các bác nhé, nằm dọc như này. Độ phóng của nó là độ phóng nằm dọc như này, chứ nó không nằm ngang như những chiếc khác. Đấy, như các bác cũng có thể thấy là thiết kế của những đôi loa này thì rất là cao cấp. Đấy. Và bây giờ như bên em sẽ tháo ra cho tất cả các bác cùng xem nội thất. Vì bên em cũng đã có rất nhiều video tháo rồi, nhưng mà nhiều bác cứ hỏi xem nội thất của nó như thế nào. Đấy, dòng này thì tất cả được bắt bằng ốc này các bác. Dòng này luôn tất cả được bắt bằng ốc này. Mắt ốc rất là chắc luôn. Gen này thì các bác cứ yên tâm, một độ bền rất là cao, tháo ra tháo vào thoải mái luôn. Đấy. Cậy không phải là dễ. Ôi trời ơi, cậy ra không phải là dễ các bác nhá. Hàng tiêu chuẩn châu Âu, FT1 là tiêu chuẩn đăng ký bản quyền tại Anh. Đây, các bác cũng đã sẽ thấy đây là củ bát và đây là cái lật hẳn lên. Đây là cái mã số của củ bát các bác nhé. Đấy, và bên em sẽ, đây là riêng cái củ bát thôi, tháo cả củ check lên. Đấy, đây là riêng cái củ bát của nó. Bát 30 các bác nhé, cầm. Đây là phân tầng các bác này.
phân tần to đúng bằng một bàn tay luôn các bác nhé. To đúng bằng một bàn tay. Một chút nữa em sẽ bật cái flash lên rồi thì tất cả các bác cũng cùng theo dõi khi cậu Tuấn cậu ấy mở củ check ra thì em và các bác cùng xem cái phân tần và nội thất bên trong. Này thì nó được lót một lớp bông các bác nhé. Đấy, được lót đây. Củ check đây. Đây là củ check các bác nhé. Và xung quanh này nó được gắn một cái lớp. Đấy, rất là chắc luôn. Đấy, gắn một lớp. Đấy, đây là củ check. Củ check này là check neo nhé, rất là bé, không to. Và các bác có nhìn thấy cái ống ánh của cái check này. Check này nó làm bằng các sợi thủy tinh các bác nhé. Đấy, làm cho cái độ phóng của nó rất là xa. Check đây, các bác có nhìn thấy củ check neo. Đấy. Chắc là không còn xa lạ gì nữa rồi. Đấy, củ check bé nó cái ấy check nó to đùng này, cái miệng check rất là to. Đấy, đặt là phải giống như này các bác nhé. Thiết kế của này rất hay. Và đi vào phân tần của nó luôn. Các bác đã nhìn thấy cái phân tần nó bự chưa? Tay em cũng chưa thể bằng, các bác xòe tay các bác ra. Tay em cũng không phải là tay nhỏ đâu. Và các bác cũng đã thấy là rất là to. Đấy, rất là to. To hơn cả một bàn tay của em luôn. Và nó có một cái chống cháy check này. Đấy, đây là tụ này. Tụ made in France các bác nhé, tụ Pháp. Còn có thể là có hai cái, ba cái cuộn cảm và chở bằng nhôm luôn. Đấy. 1 2 3 4 5 5 chở, ba cuộn cảm và 1 2 3 4 4 4 tụ. Thêm một cái chống cháy check nữa. Đấy. Phân tần thì cực khủng luôn các bác nhá. KT 12 là một trong những đôi loa em thấy là rất là ok trên thị trường và thiết kế cực khủng. Đấy. Gỗ ván ép 7 lớp các bác nhé, 18cm. Nó rất là dày. Đấy, các bác có thể thấy đây. Đấy. Các bác có thể thấy. Thì bên em sẽ test nhanh cho anh những... Đây, đã cắm sẵn rồi đây. Test nhanh. Anh lẽ bóng nhớ thương em nồng nồng. Lỡ 1.000 các bác nhé. Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối soi bóng chung phải nói là tiếng rất sáng các bác nhé, chỉ cần độ nhạy rất cao, chỉ cần hơi nhích. Chiều đông vương tiếng. Đã rất là to rồi các bác nhé. Cô người. Đấy. Chỉ cần hơi nhích phát là tiếng nó đã rất là to rồi vì nó độ nhạy nó rất cao các bác nhé. Đấy thì bên em cũng đã test cho anh Trang và tất cả các bác cùng xem nội thất của nó và sẽ test loa rất là cẩn thận trước khi chuyển cho anh. Và bây giờ thì bên em sẽ đóng lại và các bác có thể thấy là sẽ đóng lại cả nguyên cái thùng này. Đấy, các bác có biết là nguyên đây là thùng gỗ luôn các bác nhé. Đấy. Đấy, đây là thùng gỗ luôn và sẽ cũng đã gửi luôn cho anh cả thùng gỗ này cho nó chắc chắn luôn. Bên em tất cả hàng về đều là hàng nhập các bác nhé. Và sẽ là nguyên thùng gỗ. Đấy, còn những dòng loa khác như EVLX115. Đấy, sẽ có rất nhiều các dòng các bác nhé. Các bác có thể liên hệ trực tiếp để mà bên em sẽ... Hoặc là các bác có thể truy cập vào website thangcaoaudio.com. Các bác có thể xem được tất cả các bộ dàn cùng với cấu hình thiết kế các bác nhé. Rồi những thiết bị bên em bán. Rồi ok, hẹn các bác những clip lần sau. Chào tất cả các bác. Bên em sẽ đóng lại các bác nha. Này thì nó không ảnh hưởng đến đâu vì tất cả những vít này đều là vít ốc. Ốc của nó đều là vít ốc luôn. Đấy. Nên không sợ cái gì hết. Rồi ok, chào tất cả các bác. Hẹn các bác những clip lần sau.